Chào mừng quý vị và các bác đã đến với kênh YouTube Hoa Lan Ninh Bình. Đây là kênh video lập ra nhằm chia sẻ khám phá về hoa lan, kỹ thuật, kinh nghiệm trồng, chơi, chăm sóc hoa lan. Rất mong quý vị và các bác ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, xem xong thấy hay cho em một lượt thích, chia sẻ cho mọi người cùng xem, bình luận trao đổi ý kiến cá nhân của mình bên dưới giúp em có thêm động lực làm tiếp các video tiếp theo. Em xin trân trọng cảm ơn. Hôm nay kênh YouTube Hoa Lan Ninh Bình xin giới thiệu và gửi đến quý vị và các bác những người bạn yêu địa lan bài viết của cụ Vũ Khoa đăng trên báo Hà Nội mới ngày 19 tháng 10 năm 2019. Sưu tầm trên Facebook của bác Trần Công và trang fanpage Hoàng Vũ Đệ Nhất Lan Viên. Bác nào có nhu cầu tìm hiểu thêm, xin mời các bác ghé thăm địa chỉ trên để đọc và tham khảo thêm. Bài viết tạo nhà địa lan. Bài viết của tác giả Vũ Khoa đăng trên báo Hà Nội mới ngày 19 tháng 10 năm 2019. Loài người cũng đã yêu thích và trồng hoa lan từ ngàn xưa. Những cuốn sách cổ nhất đã viết về hoa lan là của Trung Quốc. Đó là các cuốn thi kinh của Trịnh Phong ra đời vào thế kỷ thứ ba trước công nguyên, có phần liên quan đến khổng tử. Năm gian 51 nên 4 chân chiếm chỉ 7 trước CN và cuốn trường ca ly Tào, nỗi buồn xa cách nổi tiếng của nhà thơ khuất nguyên ba trăm trước sinh nhật trong thi kinh có câu tần giữ vĩ phương hoán hoán hề sĩ giữ nữ phương bình lan hề tạm dịch sông tần sông vĩ đang chảy cuồn cuộn chàng và nàng đang cầm hoa lan trong ly Tào, dư ký tư lan chi cửu uyển hữu thụ huệ chi bách mẫu dịch đất trồng lan có chín uyển Đất trồng Huệ có trăm mẫu, quyền và mẫu là các đơn vị diện tích của nước Trung Hoa cổ đại. Vậy có thể nói, hoa lan đã được con người chơi và trồng từ 2.500 năm trước. Việc chơi lan từ cổ xưa đã được coi là một thú chơi tao nhã. Nó được các đấng vương tôn, các nhà học giả, sĩ phu, nho giáo yêu thích ca ngợi, thậm chí còn được coi là một biểu tượng của lẽ sống. Lan được xếp vào hàng tứ quý và là nữ hoàng của các loài hoa. Do yếu tố lịch sử, các triều đại phong kiến của nước ta đại đa số đóng đô trên đất Thăng Long qua quá trình băng giao, nhất là về lĩnh vực văn hóa, nên việc chơi lan của Việt Nam chúng ta ít nhiều có chịu ảnh hưởng của Trung Quốc. Một số giống lan khai thác nguyên sinh ở Việt Nam, một số du nhập từ Trung Quốc. Điều rất đáng tiếc là ngày nay nhiều giống quý không còn nữa ở nước ta, một số giống lan mà ngày nay chúng ta thường gặp là Cẩm Thoàng Vũ, Thanh Trường, Đại Mạc. Chữ Hán là Đại Mạc. Mạc Biên, Mạc Lùn, Hoàng Điểm, Ngân Biên, Bạch Ngọc Đại Diệp, Bạch Ngọc Tiểu Diệp, Trần Mộng, Tứ Thời, Hoàng Kim Bảo. Mấy năm gần đây, giới chơi lan ở nước ta bổ sung thêm được một số loài quý như Đào Cơ, Ngọc Phi, Tuyết Tố, Chu Sa Mạc, Tiểu Hồng Đào. Đồng Kỳ Lân, Lục Vân, Nhật Hướng, Đạt Ma vân vân. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, người chơi lan nổi tiếng ở đất Thăng Long của nước ta là vua Trần Anh Tông, thế kỷ đói, Nhà vua có vườn lan được xây dựng bên đồi Long Đỗ, nằm trong khu vườn Thượng Uyển, nay là Bách Thảo Hà Nội, có hơn 500 loài quý hiếm, nên có tên gọi là Ngũ Bách Lan Viên nhà vua còn đặt ra chức nữ quan để chăm sóc vườn lan và thường xuyên giới thiệu với sứ thần các nước. Trong sử có đoạn viết một đêm vua cùng thái giám trần được vi hành đến nghe đào nương ca hát ở phường giang ngư. Năm ấy nước sông tô lịch dâng cao ngập cả phường cổ lương đi không được phải vòng qua đường thanh hà. Bất chợt nhà vua thấy trong hơi gió thoảng mùi hương lan thơm lạ làm vua ngây ngất. Vua ra hiệu dừng kiểu, thưởng thức hồi lâu rồi nói với thái giám. Đã từ lâu, trẫm nghe nói khu vực này có một vườn lan quý của phủ Bắc Phương là anh ruột của Lữ Cảnh Phú, tổng đốc Lưỡng Quảng. Đã mấy lần trẫm cho Lan Quang tìm đến, nhưng họ cố tình lánh mặt không tiếp. Vì chuyện này mà làm khó dễ hóa ra hẹp lượng, cho nên trẫm đành bỏ quả. Đến nay mùi hương Lan quý lạ thôi thúc, trẫm muốn sáng mai hãy dám làm cách nào đó để chẫm được vào đó thưởng ngoạn cho thỏa lòng mong ước. Trần Anh Tông quả là một vị vua đức độ khiêm nhường, biết điều tiết một dung lượng tình cảm vừa đủ trong giao tiếp ứng xử, vừa thể hiện một hành động quân tử của bậc. Do đó, người chơi lan thưởng lan đã lấy lan để suy ngẫm mà và vận vào con người, vận vào nhân tình thế thái như một điều bất khả kháng, nên sử ký Tư Mã Thiên đã viết về ly tao và con người khuất nguyên như sau. Chí ông sạch nên ông hay nói vào hoa thớm cò lạ. Tính ông liêm nên dù chết cũng không chịu buông lỏng, bị ngập trong vũng bùn lầy. Ông thoát ra khỏi chỗ nhơ đục, băng mình ra ngoài đám bụi trần, không để cho đời dây bẩn. Tất cả những cái đó là một điều khẳng định về phẩm hạnh, về nhân cách và lý trí của một bậc Lan Vương. Người xưa có câu, Lan sinh ưu u cốc, bất dĩ vô nhân nhi bất phương, quân tử tu đạo lập đức, bất vi cùng khôn nhi cải tiết. Lan sinh sống trong khe núi, không vì không có người mà không thơm, quân tử tu đạo lập đức, không vì cùng khổ mà thay đổi khí tiết. Chính vì vậy mà phàm những việc tốt đẹp thương được đem số sánh với Lan. Để ca ngợi tình nghĩa thắm thiết gọi là Lan nghị, đề cao tác phẩm ưu tú gọi là Lan trương. Đem chất Lan và chất người nối liền với nhau gọi là Dương Tân Chi Hoa hoa dưỡng tầm. Người ta coi hoa lan là đức hoa, muốn nuôi dưỡng đức phải trồng lan, trồng lan càng nuôi dưỡng được đức. Việc chơi lan ở nước ta và ở Trung Quốc rất được coi trọng. Về quan điểm thưởng lan ngày nay cũng có đôi phần thay đổi so với người xưa. Ví như người xưa cho rằng lan tứ thời ra hoa nhiều lần trong năm nên bị coi thường, làm mất đi vẻ cao quý. Hơn nữa do hoa ra lại thấp không vượt khỏi lá nên không bộc lộ được vẻ đĩnh đạc, quân tử trượng phu. Ngày nay người ta lại cho rằng lan tứ thời có ưu điểm nổi trội hơn các loại khác vì mỗi năm cho hoa được 3 4 lần. Cấu trúc hoa cũng rất đẹp, màu sắc lại nhẹ nhàng, sáng sủa và hương thơm cũng không chịu thua kém loài lan nào. Một vấn đề nữa cũng được đặt ra trong thưởng lãm, lan mỗi năm chỉ ra hoa một lần trừ tứ thời, còn 11 tháng chơi lá. Do phiến lá là một bộ phận trọng hợp thành cái đẹp chỉnh thể và đẹp về cảnh và tính cấu thành hoa lan, người ta dần dần nhận thức được đạo lý xem hoa nhất thời, xem lá kinh niên đối với việc thưởng thức hoa lan, sự chú ý đơn thuần thưởng thức hoa trước đây chuyển sang thưởng thức cả lá. Người Hà Nội từ xa xưa cho đến hiện giờ, phàm là người đã yêu quý địa lan trong cách chơi bao giờ cũng tỏ ra lịch lãm. ví như lan thuộc loài giống nhỏ thanh mảnh như kiến lan, bạch ngọc, tứ thời được trồng vào chậu nhỏ lan có thân lớn, lá dài như trần mộng, tố tâm, cẩm tố vân vân được đưa vào chậu lớn. Chậu lan nhất thiết phải được đặt trên đôn, dù là đôn gỗ hay đá. Đôn chậu trồng lan phải là loại có men màu dịu nhẹ, không bao giờ trồng lan vào chậu có men chàm hoặc hoa văn loè loẹt, làm giảm đi độ tương phản của lá và hoa. Đôi khi, người chơi lan còn đưa lan phối hợp với đá, thể hiện một tiểu cảnh, ở trước sân hay trong nội thất. Người ta lựa chọn một miếng đá lũa đẹp có thể ký lan vào hốc đá. Cũng có thể đặt đá lúa bên cạnh chậu lan, sao cho độ to nhỏ giữa chậu lan và miếng đá không có xung đột mà phải đảm bảo có sự tương ứng. Tiểu cảnh này có tên là Thạch Lan. Lan là biểu tượng của tiếc sạch giá trong, là hiền nhân quân tử. Đá là biểu tượng của bất biến vĩnh hằng. Chính vì vậy mà cách đây đã hơn 200 năm, một người thường lãm lan có tiếng là Sành Điệu, một công dân của Hà Nội đó là Phạm Đình Hổ, đã phải thốt lên trong vũ trung tùy bút. Thế mới biết người xưa thường cho tinh thần đi chơi ngoài cảnh vật. Trong cách chơi mà vẫn ngụ cái ý về thế giới thiên luồn. Vậy nên, mượn khóm hoa tảng đá để ký thác những hoài bão cao cả. Ngày nay chúng ta chơi làn cũng chính là kế thừa một di sản văn hóa của cha ông hướng tâm về chân thiện mỹ, làm cho con người thêm yêu cuộc sống để có cuộc sống nhân bản hơn, thánh thiện hơn. Vũ Khoa Trân trọng cảm ơn các bác đã xem video. Rất mong nhận được sự quan tâm ủng hộ của các bác bằng cách đăng ký kênh, tặng em một lượt thích, comment, bình luận ý kiến của mình và thấy hay xin chia sẻ cho mọi người cùng xem. Kênh YouTube Hoa Lan Ninh Bình trân trọng cảm ơn. Xin chào các bác. Hẹn gặp trong các video sau.